không? Đứt tai đó mọi người ơi. Hôm nay là nấu ăn để làm bích đê cho ông Duy. Xong rồi đứt tai thấy ghê không? Đó. Bây giờ mình đặt nguyên cái bánh kem, mọi người thấy không? Nhìn là biết sở thích của ông Duy rồi. Đó. Cưng không? Đi coi. 34 xuống ở đây đi. Bình thường á là sinh nhật của ông Duy á là sẽ đi ra ngoài ăn không à. Nhưng mà do đợt này ông Duy bị đi không có được cho nên mình làm ở nhà. Còn mời mấy người bạn thân tới để mà chơi. Tại vì nhà Ly cũng nhỏ thôi cho nên là cũng không dám mời đông. Đấy, ấy có bị ngọt không? Số 34 có bị ngọt không? Đúng rồi phải không? Đúng rồi phải không? Nguyên một sân bóng, nguyên một đội bóng. Cái này quay qua đây cái. Cái nào? Số 4 á. Tức là số 4 bị ngược hả? Ừ. Vậy nãy giờ không nói. Tôi nghi lắm mà. Sạch ra xíu cho đừng bị dưới cái đít nó vô. Ok. Ok ha. Thôi. Nóng lắm rồi. Năm ơi. Tự nhiên cầu nguyện đi, đi được rồi. Cầu nguyện cho
ơi, cầu nguyện thôi cho, được rồi cầu nguyện cho máy máy vô vô đây nè, cầu nguyện cho okay, không bia thôi, cảm ơn, không cần bia được rồi, lên nè quý ơi. Bình thường gì đâu rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn nha.